Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm. Ở video trước mình đã hoàn tất loạt bài về SQLite là lưu hình ảnh trong SQLite. Thì ở video này mình sẽ nói thêm về phần permission khi bạn chụp hình hoặc là chọn hình từ bộ nhớ đối với những thiết bị từ API 23 Android 6.0 trở lên. Thì hiện tại nó đã ra các version là 6.0, 7.0, 7.1. Thì mình đã nói ở những phần trước rồi, đối với phần đó nó yêu cầu chọn là nó cần hỏi quyền người dùng lại. Nếu mà mình sử dụng cái đoạn code hiện tại nè, như mình trong button camera, gọi intent hoặc là folder intent trực tiếp luôn, nó sẽ báo lỗi, ứng dụng nó sẽ không chạy được, nó sẽ fix. Mà phần camera mình đã fix rồi, thì mình sẽ làm tương tự ha. Rồi trước tiên, hai vòng này mình comment lại, rồi, của folder cũng vậy. Bây giờ mình sẽ gọi cái phần hỏi click vào chỉ hỏi cho phép người dùng hay không. Và các bạn chuẩn bị trước mình luôn ha. Ở đây mình có một cái máy ảo custom phone 7.0 em 7.0 ha. Thì đó cái phần máy ảo này là bản test của nó, thì nó hiện tại nó cũng không ổn định lắm cái phần mà 6.0 trở lên hay 7.0. Đó là tùy máy ảo. Đó rút lên trong một lúc test có thể rất trục trặc rất là nhiều ở chỗ này. Thì tốt nhất các bạn có máy thật ha, còn cái máy ảo á thì bạn chịu khó mình tìm cái máy ảo nào đến khi nó chạy được. Tại phần này nó hỗ trợ chưa tốt lắm ha. Rồi, camera trước ha. Mình gọi activity compact chấm request permission và truyền vào cho nó 3 số activity, permission và request. Thì mình truyền vào lần lượt ha. Thứ nhất là activity, màn hình của mình là thêm đồ vật chấm this. Thứ hai là cái chuỗi permission thì mình khởi tạo ha, new string array. Rồi, một phần tử cho nó là về cái quyền của camera. Rồi mình gọi android.manifest permission quyền camera. Tham số thứ hai. Tham số thứ ba là cái request, thì mình lấy lại cái request của camera mình đặt lúc đầu ha. Rồi tương tự, mình gọi cho folder chọn hình activity compact request permission truyền vào thêm đồ vật activity.dist. Thứ hai mình cũng khởi tạo cái chuỗi để điền vào cái permission android.manifest permission, tìm nó quyền đọc bộ nhớ original storage. Cái quyền này ở những view trước mình đã đề cập tới rồi ha. Và số cuối cùng là cái request code, thì mình cũng để là request folder mình đã tạo trước. Bây giờ mình sẽ run lại mình thử. À, các bạn cũng nhớ đây ha, trong đó nó có quyền camera nè, thì mặc định 5 chấm nó không còn sinh. Nhưng đây bạn phải xin cho mình cái quyền ha, quyền camera. Tương tự turn on camera đây. Rồi mình sẽ check. Rồi máy 7 chấm ha. Thì do mình run cái máy mới thì dữ liệu nó sẽ không có ở đây để mình test thôi. Chuyển qua thêm. Đầu tiên mình chọn thử thằng folder ha. Nó xuất hiện cái dialog nó hỏi nè, có cho phép tên ứng dụng cái này truy cập vào photo media hoặc đọc file trong thiết bị mình hay không. Đó là quyền read original storage ha. Rồi click allow thì chưa chuyển ra hết. Hoặc là camera thì nó hỏi đây. Đó là chưa xuất hiện nó hỏi. Vậy bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần mà nó là trả lời coi đồng ý hay không, rồi sau đó nó xử lý. Nếu đồng ý thì mình tiến hành mình đọc như cái đoạn code này. Rồi tiếp theo ha. Còn trong on activity resolve vẫn giữ bình thường, đọc ra thôi. Còn này mình gọi cái function là on request permission resolve. Có 3 biến của mình là resolve cost permission run resolve. Thế đây mình sẽ kiểm tra cho nó. Do mình sẽ có hai quyền lận, mình sử dụng whiskey để kiểm tra. Và hai cái quyền nó phân biệt nhau bởi cái request whiskey request đây. Rồi scale thứ nhất của mình là theo cái request request của camera trước ha. Rồi nó báo là cái content và yêu cầu một cái final. Thì mình lên trên mình khai báo cái biến này cho nó cái hàng số ha. Final. Rồi tương tự ở dưới yêu cầu là cái hàng số thôi. Rồi ok. Trường hợp thứ nhất break. Trường hợp thứ hai request folder break. Rồi ok, hai cái quyền. Bây giờ mình xử lý. Quyền thứ nhất mình cho một cái if. Thì nếu cái request đưa vào khớp nó rồi thì mình còn lại cái hai cái là thằng run result chấm len có trả lời nếu lớn không.
và điều kiện thứ hai cũng là run result phần tử thứ không, nó có bằng với cái thằng bucket manager chấm permission granted. Nếu như vậy thì nó đồng ý ha. Đồng ý thì mình gọi cái quyền mở camera lên, cái đó cho nó intent new intent, trong new intent gọi mana store chấm action indicator rồi start activity for result give intent, và vẫn gửi đi cái thằng record camera. Và ngược lại tức là không đồng ý ha, thì mình sẽ toss lên để cho người dùng nó biết là người ta không có cho phép mở ha, bạn không cho phép mở camera cho nó biết. Rồi break qua trường hợp thứ hai cũng if else tương tự như vậy, run result chấm len lớn không và run result tử thi không cái quyền của mình bằng bucket manager rồi permission. Thì nếu như vậy được thì mình mở cái chỗ mà chọn hình dự hình lên thì cũng khai báo cho nó intent bằng new intent. Trong new intent này nó mở để lấy hình ra hoặc là cái file bất kỳ của mình đó, gọi intent action pic set lỗi cho nó chỉ mở hình thôi, set type là image sao nào có liên quan tới hình. Rồi start activity for result truyền vào intent nè, thứ hai là records folder. Và trường hợp out ngược lại thì mình cũng thông báo người dùng biết là bạn không cho phép truy cập như thư viện ảnh, với trường hợp của mình như vậy ha, thư viện ảnh. Rồi ok, mình sẽ check lại đây. Rồi mình xem, click vào thêm được vật nè. Mình check trước folder ha, click vào. Xuất hiện một cái bảng nó hỏi mình cho phép truy cập hình, media hoặc là file hay không. Nếu click deny thì báo là bạn không phép truy cập thư viện ảnh. Rồi mình chọn lại. Rồi bây giờ là cho phép ha, allow. Thì nó mở không thấy vào được ảnh nè, rồi mình chọn. Như chọn hình gốc, nó đổ ra bình thường. Đó là phần permission, nó runtime ha. Vậy đó là đầu tiên của folder. Giờ mình check cái hai camera. Rồi nó cũng hỏi là cho phép chụp hình hoặc là ghi hình lên không nè. Thì deny, nếu là bạn không cho phép mở camera. Mà mình click lại, click allow. Thì mở camera mặc định. Rồi mình click chụp một tấm ra, rồi xác nhận cho nó. Rồi nhấn tick ở giữa, nó đổi mình tấm hình ở đây. Thì mình lưu ý từ đầu rồi ha, cái phần này nó rất là dễ trục trặc. Thì bạn nếu mà bạn code giống như vậy, đảm bảo giống code rồi á, đã đúng hết toàn bộ, nhưng mà nó chạy không được, nó báo stop hay là lỗi lung tung gì đó, thì bạn nên tìm một cái máy ảo khác. Có thể có nhiều trường hợp á, bạn mở một cái hoặc hai cái nó chạy ok rất là ổn, nhưng có những bạn tìm khi 5-7 máy luôn nó không ra. Đó là cũng tùy ha. Tốt nhất thì bạn phải có một cái máy Android 6.0 hoặc 7.0 mới nhất để mình test. Còn không thì mình có thể code cho nó như vậy. Thì đây là cái phần permission. Ở đây mình lưu ý khi nhiều cái mình sẽ switch key ha, để trường trường hợp này bắt yêu cho nó. Thì ngoài ra để những cái nào phần quyền á, nó yêu cầu bạn có thể làm tương tự như vậy. Thì ở đây mình sẽ nói thêm bằng cái quyền này thôi. Thì nó cũng hoàn tất nằm trong loạt bài siêu like của mình. Thì ở những bài sau mình có thể làm bất cứ gì đó về camera, folder. Thì nhớ cái phần permission từ API 23 Android 6.0 trở lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.